Nhấc chân lên tạo một góc 90 độ so với sàn nhà. Từ từ duỗi thẳng một chân ra cho đến khi gót chân chạm đến sàn nhà. Một lưu ý nhỏ là ngón chân luôn phải thẳng mọi lúc và nhớ siết chặt cơ bụng nhé. Giữ hơi thở bình thường, giữ cho phần thắt lưng và lưng dưới sát với sàn nhà. Việc này đảm bảo phần cơ dưới sẽ được kích thích mạnh mẽ và tránh bị đau lưng. Nếu là do cấu tạo cơ thể của bạn không thể chạm được sàn thì bạn có thể quận một chiếc khăn đặt ở dưới lưng để hỗ trợ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Xong rồi, nhấc chân lên tạo một góc 90 độ so với sàn nhà. Từ từ duỗi thẳng một chân ra cho đến khi gót chân chạm đến sàn nhà. Một lưu ý nhỏ là ngón chân luôn phải thẳng mọi lúc và nhớ siết chặt cơ bụng nhé. Giữ hơi thở bình thường, giữ cho phần thắt lưng và lưng dưới sát với sàn nhà. Việc này đảm bảo phần cơ dưới sẽ được kích thích mạnh mẽ và tránh bị đau lưng. Nếu là do cấu tạo cơ thể của bạn không thể chạm được sàn thì bạn có thể quận một chiếc khăn đặt ở dưới lưng để hỗ trợ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Xong rồi, nhấc chân lên tạo một góc 90 độ so với sàn nhà. Từ từ duỗi thẳng một chân ra cho đến khi gót chân chạm đến sàn nhà. Một lưu ý nhỏ là ngón chân luôn phải thẳng mọi lúc và nhớ siết chặt cơ bụng nhé. Giữ hơi thở bình thường, giữ cho phần thắt lưng và lưng dưới sát với sàn nhà. Việc này đảm bảo phần cơ dưới sẽ được kích thích mạnh mẽ và tránh bị đau lưng. Nếu là do cấu tạo cơ thể của bạn không thể chạm được sàn thì bạn có thể quận một chiếc khăn đặt ở dưới lưng để hỗ trợ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Xong rồi, nhấc chân lên tạo một góc 90 độ so với sàn nhà. Từ từ duỗi thẳng một chân ra cho đến khi gót chân chạm đến sàn nhà. Một lưu ý nhỏ là ngón chân luôn phải thẳng mọi lúc và nhớ siết chặt cơ bụng nhé. Giữ hơi thở bình thường, giữ cho phần thắt lưng và lưng dưới sát với sàn nhà. Việc này đảm bảo phần cơ dưới sẽ được kích thích mạnh mẽ và tránh bị đau lưng. Nếu là do cấu tạo cơ thể của bạn không thể chạm được sàn thì bạn có thể quận một chiếc khăn đặt ở dưới lưng để hỗ trợ cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Xong rồi.